Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hãy sinh tồn được ở trong cái thế giới Lucky Block. Và nếu như bạn nào thích thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ xem cu bè đóng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu like trên cu bè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo một cái thế giới mới nha các bạn. Gọi là gì ta? Livestream 1 Hardcore Lucky Block. Hardcore Livestream 1. Tại mình biết chắc chắn là chúng ta sẽ khó mà có thể có livestream kiểu như khó mà không chết đấy. Cho nên chắc chắn là sẽ có livestream 2, livestream 3. Cho nên yên tâm. Ok, ăn vàng nha. Ăn vàng cũng như không. Bonus chết khỏi luôn. Ok, hardcore. Ok. Chơi. Trước khi chơi chúng ta phải làm mà ăn miếng nước, uống miếng bánh. Lấy đồ ăn ra để sẵn sàng. Chết rồi. Tạo chúng thế giới gì rồi. Chết rồi, không ổn mát mà anh em ơi. Không bộ máy rồi. Hello tất cả các bạn nha. Từ để mình setting phát à. Rồi, trước khi bắt đầu clip thì cần phải lấy game mod 1. Lấy 2 stack ra. Cứ 15 phút mình sẽ đập một vài cục nha. Cứ 10 hoặc 15 phút thì mình sẽ đập một vài cục các bạn. Hello mấy cưng. Ok, bắt đầu sinh tồn thôi. Tắt cái này luôn. Ok. Ổ map anh em. Trời ơi, bò nhiều thế. Ê, làm nhẹ 5 cục đi. Tại sao phải sợ đúng không nào? Tại sao chúng ta phải sợ? Trời ơi. Xoài, tưởng gì dăm ba con zombie. Ủa, xin nắm nè. Làm nhẹ 5 cục tại sao không? Phiêu. Thấy không? Lại có thỏ nữa. Trời, bàn cường hóa nữa. Làm nhẹ 5 cục. Rồi. Nó lại easy game quá các bạn ơi. Quá dễ. Series này là Hardcore Lucky Block nha các bạn. Các bạn có thấy cái trái tim không? Cái trái tim là thấy hardcore rồi gì nữa. À, nó sẽ không bị che thanh giáp với lại thanh máu luôn. Ok. Hello tất cả các bạn nha. Hello. Bạn ơi, ai thích xem 7 viên ngọc rồng không? Mình 25 tuổi đúng không? Tao lỡ xạo. 15 tuổi kia là tới 25 tuổi. Vô lý. Mình chơi Hardcore Lucky Block để xem và chúng ta sẽ sinh tồn được bao nhiêu ngày ở trong Minecraft nha các bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên. Nhật ký sinh tồn ngày đầu tiên. Ok. Gì không làm được cúp là sao? Mới like được 15 phút bùm series mới giỡn hoài mấy này. Bình tĩnh đi. Mình sẽ phải cố gắng để sinh tồn trong cái series này. Chế được Lucky Block không anh? Chế được nhưng mà chế là lâu lắm em ơi. Cho nên anh ghi mất một lấy cho nhanh nhá. À đúng rồi, các bạn đừng quên là chủ nhật tuần này chúng ta sẽ có sự kiện gì ta gọi là build nha. Sự kiện build thì nói chung build nó các bạn khó hiểu quá. Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ có sự kiện thôi cũng phải gọi là cuộc thi build thôi. Thì build theo chủ đề của mình đưa ra nha. Bữa đó thì mình sẽ ra chủ đề cho các bạn build. Và các bạn sẽ phải build trong vòng tầm một tiếng hoặc là 45 phút gì đó thì mình chưa có rõ, nhưng mà cỡ tầm thứ 6 thì mình sẽ thông báo chính thức cho các bạn biết nha. Build battle tổng giá trị lên tới 600.000 đồng. Ô, thông tin đó vẫn chưa chính thức nha, nhiều khi còn thấp hơn 600.000 đồng. Chào tất cả các bạn nhá. Sự kiện này sẽ dành cho gọi là gì ta, sự kiện này mình sẽ dành cho 30 bạn. Sự kiện build battle này sẽ dành cho 30 bạn nhanh nhất tầm 5 giờ thì mình sẽ bắt đầu mở livestream nha. 5:30 chúng ta sẽ bắt đầu sự kiện. Đấy, trong vòng 30 phút dành cho bạn nào 30 bạn vào nhanh nhất. Sau đó thì mình sẽ kiểu như là đóng server lại. Thì các bạn chỉ có 30 bạn đó có thể vào lại được thôi. Thoát ra vào lại thôi. Ngoài ra thì mấy bạn khác sẽ không thể vào được nữa nha. Ok, làm nhẹ thêm 5 cục nữa đi. Cái gì mà nghèo dữ vậy trời. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Anh có đăng sự kiện build lên mình vẫn like. Mình livestream trực tiếp trên Kube TV nha các bạn. Và sẽ cắt thành một cái clip và mình sẽ đăng lại trên kênh MK Gaming. May mắn anh em ơi. Xoay.
À, bum 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 bum. Pew. Pew. Ồ. Quên ta, quên làm cái show ta. Mình quên làm cái show. Ồ, oh. để mình đi kiếm sắt mình làm cái show các bạn. Để mình kiếm một ít sắt các bạn, tại vì bạn muốn chơi cái thử thách này á, bạn sẽ có một cái gọi là cực kỳ thốn, đó chính là cái lúc mà bạn rớt xuống dưới cái hố lava ấy, thì các bạn sẽ cần phải có một số nước các bạn mới lên được, không có số nước các bạn sẽ không lên được đâu nha. 200 like 10 lucky block anh em ơi. Ờ ổn áp anh em ơi. 200 like 10 lucky block nha. 10 chia sẻ bằng 10 lucky block nha. Anh em lên Cube luôn, chia sẻ luôn nha. Phải làm cái show các bạn nãy giờ quên. Có được tí đồ xịn là bắt đầu mình phải cần phải an toàn rồi đó. Chơi phải chơi an toàn rồi. Không chơi kiểu như chơi ngu nữa, chơi phải chơi an toàn liền. Ôi, ngon nè, thấy không? Biết ngay dưới này có sắt mà mình chỉ xuống cái là có liền. Tưởng gì. Đợi tí mình làm cái show xong mình sẽ đi đạp tiếp. Các bạn yên tâm, mình đâu có chạy đâu, mình vẫn đạp tiếp tục lucky block mà. Ok, tự nhiên đạp trúng được cái cúp gia tài cũng ngon ấy chứ. Rồi, các bạn có biết đợt trước mình đã chơi được tập nhiêu mình quên mất rồi. Nhưng mà nói chung là đợt trước mình cũng đã chơi khá là nhiều. Cái này cũng được mười mấy, hai ba chục tập rồi. Cho nên không lẽ giờ mình không thể nào quay trở lại thời kỳ hoàng kim đó sao, đúng không? Kiếm một ít than, sau đó chúng ta sẽ lên trên đấy, để tiếp tục với lại công cuộc đập lucky block. Chứ bắt mới vậy mình phải đi mái. Mà đập lucky block nó cũng ra nhiều đồ mà. Các bạn hiểu ý mình không? Mình đập lucky block và ra đóng đồ luôn. Đấy, rang đóng tài nguyên khoáng sản. Giờ mình chỉ sợ nhất là cái nổ thôi, cái mưa TNT thôi, còn lại mình chẳng sợ gì hết. Sắt nhiều vậy ta. Để mình xuống đây mình kiếm ít than nha các bạn. Ngon. Rồi, đúng thứ mình kiếm rồi nè. Đấy, lấy đóng than luôn các bạn. Ok. Giỡn hoài bùm bùm sao được. Em chia sẻ cho anh rồi, ok, cảm ơn em nha. Cả những cái buổi livestream của mình thì mình đều có up lại nha. Mình up lại trên kênh MK Livestream. Còn những cái nào mà hay thì mình sẽ cắt clip lại thì mình up lên kênh chính của mình. Đấy, thế thôi. Easy game. Rồi, nấu một tí thịt nào. Làm thêm 2-3 cái lò nấu nữa. Để có gì mình nấu sắt lên. Hai cục, ok. Rồi, ở đây thì mình cất khoáng sản tài nguyên không, để lại. Ở đây chúng ta sẽ cất đá đụng các thứ các bạn. Cái rương dưới này nó to hơn cho nên cất đá vô. Cái rương trên này nó nhỏ thì mình sẽ cất tài nguyên các kiểu. Ok, và mình sẽ làm một cái mũ nha. Rồi, full set rồi các bạn, thấy cảm thấy là ổn áp rồi đó. Ok, từ riết hồi sao mình chơi cái series nào mình cũng sống ở trong hang hết ta. Tự nhiên mình chui xuống hang xong mình đào cái lỗ xong bây giờ mình ở dưới hang luôn chứ. Vô lý nha. Tự nhiên xuống hang đào cái lỗ xong bây giờ ở trong hang luôn. Ô để heo, ở đây có than các bạn ơi. Ngon. Lại mình đang có cúp gia tài nữa cho nên mình đào rất là nhiều. Lo gì? Cây cúp đâu ra vậy? Cây cúp mình đào ra lúc nãy á. Lúc nãy mình đập lucky block á các bạn. Mình đập ra được cây cúp này nè. Mình đập nó rớt ra cây cúp hero nè. Đó. Nhưng mà nó không có dòng ấy các bạn ơi. Nó có efficiency nhưng mà nó không có cái dòng unwrecking. Thì nó khá là mau hư ấy. Phải tiết kiệm chút. Nhiều quá tí nó hư luôn ấy. Ok, và bây giờ mình sẽ cất bớt đi ha. Cất bớt mấy cái đồ lặt vặt đi. Đó. Bây giờ mình sẽ đi lên nha. Trời sáng. Ủa, không phải trời sáng. What the hell. Không phải trời sáng các bạn ơi. What the hell. Ê, cắm đây. Chỗ này nó hơi kiểu như nó hơi xì đen xíu các bạn. À, nhưng mà ta sẽ không giết tụi mày đâu. Tại vì tao là một người rất là gọi là lương thiện đúng không? Tao chỉ xin mấy cái lông của tụi mày thôi. Tao đã đủ đồ rồi, đủ thức ăn rồi. Tao sẽ không bao giờ giết mày đâu. Yên tâm. Anh có xài lệnh kiếp không anh?
em ví dụ như mà mình chết á, cái là mình mất luôn cái thế giới á, thì mình có cần kiếp không? Em nghĩ là mình có cần phải sử dụng lệnh kiếp inventory không? 500 like là đặt 10 cục lứt kẹp lóc luôn. Đấy, đâu mình vô mình coi có 500 like chưa anh em? Phải vô đủ 500 like mình mới chưa. Ở trên YouTube mới có 182 like à. Bây giờ đủ 200 like thì mình sẽ đập thêm 5 cục nữa nha. Bây giờ đủ 200 like đi, là 18 like nữa. Ở trên YouTube thì mình sẽ đập tiếp thêm 5 cục nữa đi. Đó, 200 like, cứ 200 like là 5 cục anh em like thoải mái. 1000 view YouTube đập nửa stack nha anh em. Bữa nào mình sẽ có cái bảng đếm view cho anh em. Đếm view trên YouTube luôn, đủ là coi như là đập thôi, đủ là mình đập đếm like luôn. 100 like rồi, ok, 200 like là giờ mình đập thêm 5 cục nữa đúng không? 7, 8, ok, anh em từ từ nha, bình tĩnh nha. Đừng nôn nóng. Chuyện đâu còn có đó, giường nè. Tạm chỗ này đi. Đáng lẽ giường này phải thục vô mới đẹp. Thôi kệ đi, nói chung là kệ đi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm thêm một cái rương nữa mới được. Rồi sau đó chúng ta sẽ ra sắp xếp nha, cứ 200 like là 5 cục nha anh em. 200 like là 5 cục nha. 5 cục cứ 200 like là 5 cục nha. Rồi, 8 cục nè, lên. Bình tĩnh nào, anh em bình tĩnh nào. Đập Lucky Block mà không cho người ta chuẩn bị vậy. Lỡ nó nổ. Từ anh em. Từ nha, làm tất cả mọi thứ để có thể kéo dài sự sống của mình ở trong cái series này các bạn ơi. Cảm giác là anh em muốn giết mình rồi. Khó mà có thể sống được ở trong cái thế giới này rồi nè. Thiệt luôn á. Muốn giết mình, anh em muốn giết mình. Ok anh em. Coi đi chỗ nào rộng dễ chạy coi. Ở trên này coi, để mình kiếm chỗ nào rộng mình dễ chạy mình mới đập được chứ. Chơi game phải kiểu như là cho người ta chạy chứ. À, ổn áp, bên kia ổn áp anh em. Ủa, chỉnh tới chỉnh lui thì cái khiên nó vẫn vậy mà. Nó đâu có bự hơn được tí nào đâu. Thôi, kệ đi. Quả đầu bùm giỡn hoài anh em. Đây. Rồi, mình còn có block nữa. Để cái gì hả, nó mà xuất hiện ở trên đầu là mình đặt block vô liền. Trời, mấy cục lucky block này mình nắm trong cái lòng bàn tay. Anh chuyển nhà qua đó đi. Lỡ tí nữa mình sẽ chuyển á. Ủa nãy mình nhớ mình xuất hiện ở đây luôn á. Xoay. Ok anh em. Bây giờ nè, 200 like 5 cục, 10 chia sẻ là 10 cục. Đó, cứ 10 chia sẻ là 10 cục. Không, 200 like 5 cục, 10 chia sẻ là 10 cục. Bây giờ mình đập cái đã. Cái test này nó ngu quá. Một like bên Cube bằng mấy cục Lucky Block anh. Bây giờ nha, một like bên Cube. Hả? Một like là một cục, bên Cube like bằng kim cương cho nên một like là một cục. Ok, chuẩn bị nha. Cứ 1000 view là mình quất 10 cục nha anh em. Rồi, ok chưa? Bắt đầu căng thẳng rồi. Cái series này nó bắt đầu căng thẳng rồi anh em ơi. À! Yeah.